Hello, hello cả nhà. Còn 3 phút 9 phút trước thì mà kết thúc cái cuộc thi mini game, cuộc thi khai quật hóa thạch nè mọi người. Bây giờ thì mình sẽ khiến cái cục đá thật là tổ bà chá, rồi sau đó mình sẽ tham gia nha. Tôi thấy một cái cục đá rồi nè mọi người. Bây giờ tôi sẽ lấy 10 viên kim cương nha và tham gia nó đây. Chết rồi, người ta bu quá trời rồi. Bây giờ tôi phải bấm nhanh mới được. Không biết là tôi lấy cái búa ra sao mới còn cái cục đá không nữa. Rồi bây giờ lấy cái búa ra nha. Rồi lấy cục chim kim cương đi. Xích nó là xong rồi. Ok bây giờ mình sẽ... Hả? What? Trời ơi. Cái cục đá trên hình như mà mình không có đập được lần theo hết trơn. Ôi trời ơi. Bây giờ tôi phải đi kiếm đá tiếp nè nè. Ôi ơi, có cục đá ở nè. Lại nhanh thôi, lần này là sẽ được. Rút kinh nghiệm rồi. Giờ không có bà tám nữa. Giờ thấy đá là đập, thấy đá là đập thôi mọi người. Quá trời bu rồi. Chắc mọi người mà ai mà chắc trong lớp á, chắc là treo từ hôm qua tới giờ luôn đúng không? Thôi đậu hàng, tôi khóc tức khuya nổi rồi. Bây giờ tôi chỉ mỗi lần có suy nghĩ này tôi sẽ vô sớm tầm 30 phút, tầm 1 tiếng đổ lại. Chứ giờ ai mà thức tôi nổi. Đá đây nè mọi người. À, chỗ này có khoáng thạch nè. Ồ, như mini chính nít. Ồ, trời ơi, lên được cái hạng 8. Đá đây nè mọi người. Đập lẻ lẻ mới được. Trời ơi, cục này sao tôi thấy chắc không có hóa thạch rồi mọi người ơi. Rồi luôn, y như rằng nhà tôi đổi xe quá. Xe này cũng nhầm hơn tí xíu. Xe kia ổn ổn, chắc là phải chạy chậm hơn xe này. Giao game nãy giờ là thời gian cũng trôi qua gần 8-9 phút rồi mà bên cam không thấy một cái cục đá nào hết mọi người. Ý có cục đá nè. Lại đập liền thôi. Ủa cái gì vậy? Sao mỗi lần tôi đập ra một cục nào đó là hạng tôi tuột vậy trời? Hả? What? Chuyện gì đang xảy ra gì mọi người? Thật là buồn ma. Trời ơi, ý bên kia có cục đá nữa kìa. Cục này chắc không đập được nhét nào á. Hay bu quá trời đông luôn rồi. Ô được viên đá. Lỏ quá trời lỏ. Không có ra cái gì hết. Ở này cũng không có gì cả. Thôi bây giờ quay về cam nha mọi người. Ý, tôi thấy một cái thẻ bay nè, để tôi bỏ cái thẻ nha mọi người. Biết đâu nó ra cái thẻ cuối cùng cho tôi. Ủa gì kỳ vậy? Hả? Sao không được vậy? Mình đâu có giọt tệ đến mức như vậy đâu. Rồi luôn, bị lỗi rồi. Cái thẻ này bị lỗi chắc luôn. Gì kìa? Ôi tôi tức quá, tôi không muốn giọt nữa. Mất thời gian quá. Giờ kiếm đá thôi. Kiếm đá. Trên đây cũng không có luôn. Xí mũi luôn rồi. Thôi tôi bay xuống dưới này đã. Chẳng có rồi. 3 phút trôi qua rồi mọi người. Tôi không thấy một cái cục đá nào hết. Đúng là không có treo map nè. Khó nặng quá. Trời ơi cục đá nè. Trời ơi nãy giờ mới thấy được một cục. Cái gì vậy? Từ 21 mà lên xuống hạng 14 luôn. Trời đất ơi, càng đập mà càng gớt hạn. Quá trời đất luôn á trời. Đá thì không thấy đâu. Đập một lần một phát cơ gớt xuống hạn. Ước gì tôi không đập mà hạng 8 được không? Chứ tôi mệt mỏi quá trời. Lại mà cũng không dính được một cái lần nào đập ra hết. Thiệt mà tình. Nằm mà không có một cái nền tím nào là... Thôi rồi, tôi hiểu được kết cục của tôi luôn rồi mọi người. Từ hạng 8, mức 11, 14, giờ thành 18 luôn rồi. Trời ơi, gì đó. Gì mà hạng gì mà ghê gớm đi như trời. Từ hạng 8 xuống hạng 14. Xuống hạng 14, giờ tới hạng 18 luôn. What? Trời đất ơi, trời xua bà cố luôn á trời. Từ đây mà đến phút chót mà không được một em tím nào là tôi hiểu cái số phận của tôi là không bao giờ vô top nổi này. Rớt hạng đều đều luôn. Trời ơi, cuộc tình thế là đã kết thúc. Từ đây, ý, thẻ vàng. Và em bắt thôi. Rồi luôn. Thẻ vàng cũng như không.
quá xa là buồn, quá xa là buồn mọi người ơi. Mấy ông bà hẹn tới đâu rồi? Giờ chắc em ấm mà đi ngủ sớm không? Ý, cục đá nè. Tôi là người đầu tiên thấy gặp lắm rồi nghe. À, sao tôi y 18 chưa chưa. Ý, thấy em kìa. Rồi phọc nữa rồi. Hoài luôn á. Mẹ cuối cùng không cho nữa. Chán. Lại tiếp tục phọc nữa. Một ngày thật là buổi sáng thật là thui hẻo. Em vứt tỷ lệ đá khó nghe quá mọi người ơi. Ê cục đá nè. Rồi dậm chân hẹn 18. Dậm chân hẹn 18. Rồi mọi người ơi. Không buồn đập luôn á trời. Đập nào rớt hàng cục đó vậy. Hẹn 21. Trời ơi, nãy giờ tôi đập không có em có đần tím nào hết. Rồi sao mà lên hẹn đây? Trời ơi, con bướm. Ý, hát kìa. Gì vậy ta? Ú. Đêm mà hôm ấy giờ uống rồi, ý ơi. Tăng thể lực đi mà. Sao đem cũng mua dữ hoài vậy? Mấy cái thẻ gì đâu cho hoài luôn á. Giờ kiếm đá không thấy thẻ thì vọt á. Gà không như ý. Thật là đá ơi đâu hết rồi. Trời không hồn. Dám xíu quay đầu một đi không trở lại rồi nó trời. 21 mà tụt hạng nữa đi. Nghĩ đập á. Thề luôn á, còn có 6 phút mà. Trêu đùa dữ vậy trời. Rồi hiểu luôn. Đang lúc đe sắm mà còn hư đá nó trời quá sao xui dữ vậy trời. Biết vậy đó tôi vô game một phút luôn. Tôi chưa thấy một cái cục đá nào tôi đập luôn nè. Còn cùng may còn còn được hạng 8, ai nhẹ đâu. Vô sớm chị. Tôi sợ không có thấy đá mọi người. Chắc tôi vô gần 3, gần 40 phút, mùng 39 phút. Chớ mà đã thấy đá liên tục gì vô tầm khoảng 5 phút đổ lại là đập một cục vô. Nhưng mà trời tính không bằng người tính. Tính tới tính luôn cũng không bằng admin tính. Cái đó là tôi gây cấm đó mọi người. Ô, thẻ nè. Ô, quay. Để mà hôi vô. Trời ơi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tình hình rất là không căng thẳng miếng nào nha. Mỗi đứa cục nha bạn ơi. Ấy trời ơi. Đứa nào đập sớm thì ké đá của đứa kia nha. Mà tôi nghĩ là đập xong là hết luôn rồi. Không có đứa nào ké của nhau được đâu. Mà tôi thấy cái cục đá này tôi không đổ được một cái hái thạch nào hết. Không biết có một cái tiếng cho tôi đi. Trời ơi, lại nữa rồi. Đó bắt tôi dậm chân ở hạng 21 rồi. Mọi người ý cục đá nè. Thì lên ninh để lên ninh còn 2 phút mốt. Trời ơi, thứ hạng đổi 20 rồi. 20. Thêm một cục đá nữa đây. Cho em một nền tím. Em vụt lên thẳng top đi trời ơi. Số phận của em thật là thúi hổng mà. Mấy ngày mấy bữa rồi mở không có ra được cái gì hết. Ê à, trời ơi còn một phút luôn. Hiểu vấn đề luôn rồi. Trời ơi đá thì không thấy. Vật thì chết quá. Mình chẳng hiểu nổi luôn. Ý cục đá nè. Xin một cái nền tím nhẹ nhẹ rương rương. Trời ơi hạng 20 nữa rồi. Nó không cho tôi lên hạng rồi mọi người ơi. Hạng 20 á trời. Không biết phải hạng 20 không mà hay là rớt xuống hạng mấy nữa đây. Rồi thôi thì mình bao nha nha mọi người. Bên nhà mình sẽ xem quảng cáo rồi xong rồi mình sẽ mở những cái hộp hoặc là cái thẻ cho mọi người xem nha. Ok và let's go.
Xin chào mọi người, và hôm nay là ngày thứ 3 buổi sáng sớm rồi. Bây giờ cùng mình mở thẻ nha. Mở hoài mà chẳng khá hơn là bao vậy. Đổi cái thẻ cuối cùng của tôi ấy, admin ơi. Hai ơi, nhả không cho gọi đi. Trời ơi, tôi chán hết sức luôn vậy đó. Ám hoài luôn. Hôm nay là bảy đếm danh ngày thứ 6 theo một cái thẻ vàng nữa nha mọi người. Quay. Nói lên bền. Ngày mưa rơi đổ lệ trong tim luôn. Tí xíu đi làm nhiệm vụ nhà mẹ. Nhờ vào cửa hàng nha. Hôm nay không có mới nè mọi người. Thầm tượng rock sành điệu nè, được 6 món 99k nha. Ai khoái bộ này thì nạp nhé mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái nhanh cái đồ bịt mắt. Chỉ muốn kim cương thôi. Kim cương xanh thôi hoặc là đá quý là được. Tình hình là sáng giờ thấy xui. Là thấy xui một vàng theo rồi đó trời. Mở ra gì không luôn á. Rồi, ở trên còn 3 món, nhả giùm em luôn đi Hải ơi. Nào ra món mới mình sẽ la lên. Trời đất ơi, đây không phải là món mới Hải ơi. Trời ơi. Xem chiếc xe bay được không hai? Để trưng bày thôi. Trời gì trời, máy tính thọ ba nhỏ. Thêm một cái không cần thiết nữa, cục khai quật hóa hạch. Trời ơi, hạng 21. Ba vé với một viên kim cương trả lại về chính chủ. Rồi thì hôm nay có ba vé, mình phân bổ đều ba hộp nha. Còn thiếu cái chỗ câu cá nè, với cây anh đào nè. Nhả giùm ơn hai cây đi trời. Che nắng, che mưa, che gió rồi á. Hàng gạo luôn. Rồi tới con chuột lan này, cho xin một con vip khác nữa được không? Cà phê tiếp. Trời đất ơi là trời. Năn nỉ hai luôn á. Ý, cái mặt đấy. Sổ quyết. Ồ mẹ ơi, sổ quyết nó ém mình hoài luôn mọi người. Thiệt tình luôn, hôm nay có gì đâu ngày gì đâu thúi hẻo. Cái xe này quay lại nè mọi người, 216. Càng mở càng xuôi, mỗi ngày mở chút ép gì mày nó không trôi khen một món mới nào hết. Chán nó sức luôn á. Giờ vào thẻ nha mọi người. À, thì hôm nay là ngày thứ 3, mình tặng cho mọi người thẻ theo yêu cầu của mọi người đến hết ngày thứ 6 nha mọi người. Vì mình cần tích cái kép 1.000 á để mình mở luôn cái thẻ cuối cùng á. Cho nên mọi người ơi, tranh thủ yêu cầu mình từ đây đến hết thứ 6 nha. Thì mình sẽ tặng, mỗi ngày mình sẽ tặng 4 lượt. Tại vì mình dành 1 lượt ấy mình tặng cho khúc bộ của mình rồi, cho nên không thể tặng 5 lượt được. Baby sữa tặng thêm cho mình một cái chuẩn bị quay. Cảm ơn em nha. Rin baby ơi, chị không có chơi pháo qua rồi, từ chối em nha em ơi. Đây tặng cho Baby BBT, vua trò chơi khu vực này. Linh Pin 7642 kiểm tra vũ khí. Nhưng bang ơi, chị không có nạp ý tưởng em, từ chối nha. Fly FP Gamon tặng nạp đồ nè. Vietchip nhân viên đáng ghi tặng em nè. Ok, tôi dành một lượt lại vui. Hôm nay tôi cho couple nha mọi người. Rồi từ chối Belosi nha, cầu thủ ném bóng cuối cùng chị không có em ơi. Ok rồi, ba bạn này ngày mai mình tặng tiếp nha. Rồi mọi người tranh thủ yêu cầu nha mọi người ơi. Từ đây hết tới sáng là mình không có tặng nữa nha. Trời ơi, tâm này được ơi. Ai có nhảm phía tiếp tục cho mình với 483 còn thiếu rất là nhiều luôn á. Thì tụi mình từ đây mong đến ngày chủ nhật mình mở cái cục đèn cho xong mọi người ơi. À, mình sẽ vào cửa hàng để mà mở thêm cái Melody và Kurumi nè mọi người. Ba vé nè. Còn thiếu chiếc xe nha bằng đồ. Chở cái ghế. What? Lại cái ghế nữa. Trời ơi.
Thôi mà món mới đấy. Ơi món này có chưa ta? À cái bàn bếp chưa có nè. Trời ơi vậy là hôm nay tôi được mở cái bàn bếp My Melody là hơn thôi hả? Cái gì vậy? Đó thì bye bye mọi người nha.